Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Chỉ một đêm lên giường, anh thành chồng người khác, còn em là người dân. Hôm nay Hương đẹp, cô vốn dĩ vẫn đẹp và khiến người khác bị thu hút như thế. Hương mặc một chiếc váy màu trắng xòe bồng, gương mặt được tô son điểm phấn lộng lẫy. Nhìn cô chẳng khác nào một công chúa, thậm chí còn đẹp hơn cả cô dâu. Hương cố tình lựa chọn chiếc váy màu trắng đó để trông mình giống cô dâu nhất có thể. Nhưng rồi xuất hiện trong buổi tiệc này với trang phục như thế, Hương lại càng thấy lòng chua chát hơn. Hương giống cô dâu, chứ tuyệt nhiên không phải là cô dâu. Mà ngay cả hôm nay cô có trơ trẽn mà mặc chiếc váy cưới đến thì cô vĩnh viễn không phải là người đàn bà mà kiệt quyết định lựa chọn làm vợ. Mãi mãi Hương chỉ còn được gọi bằng cái tên tình cũ của Kiệt mà thôi. Cô gái đang sánh vai anh hôm nay bước vào lễ đường mới được gọi bằng vợ. Đấy là sự thật, một sự thật mà gần 10 năm qua không bao giờ Hương nghĩ tới. Hương cố giữ cho gương mặt bình tĩnh, như thể cô chẳng mấy bận tâm hay đau buồn vì cái cảnh tượng người đàn ông mình yêu 10 năm qua đang nắm tay một cô gái khác để cùng trao lời thề. Xung quanh cô, những đám người dòm ngó xì xào. Họ biết Hương, dù cô không biết họ. Ở cái con phố này, ai mà chẳng biết, Hương là người yêu của Kiệt. Người ta không lạ, cảnh tượng 10 năm qua, Kiệt đón đưa Hương về nhà chơi, đi dạo, nắm tay trên con đường này. Thậm chí, một số người còn từng thấy trong một đêm mùa đông, đôi trẻ trao nhau nụ hôn vụng trộm ở cuối góc đường. Thế mà, ngày hôm nay, Hương lại chỉ đến dự đám cưới Kiệt với tư cách là một khách mời. Cô không trốn tránh mà chọn cách đối diện đầy cao ngạo. Cô đến dự với bộ dạng xinh đẹp nhất, không ngồi ở góc khuất mà ngồi ngay gần nơi cô dâu chú rể. Để ngắm nhìn họ dễ hơn, cô cũng luôn miệng mỉm cười để tỏ ra mình ổn. Hương không biết cô diễn có đạt không, người khác có tin vào biểu hiện của cô không, chứ lòng cô lúc ấy đau như cắt. Cái sự thật mà ập đến quá nhanh, cô vẫn còn chưa có đủ thời gian để thích nghi với nó.
Chuyện tình của Hương và Kiệt đã từng là sự ao ước của biết bao nhiêu người. Cả hai quen nhau khi còn là sinh viên năm nhất. Những tháng ngày mộng mơ tuổi trẻ, họ luôn đồng hành cùng nhau. Kiệt là một người đàn ông đúng nghĩa, hào hiệp, ga lăng, tôn trọng phụ nữ. Anh giống như một mảnh ghép hoàn hảo dành cho cô gái đẹp và ưu tú như Hương. Suốt ngần ấy năm bên nhau, chưa một lần Kiệt mạo phạm Hương. Mỗi khi cả hai gần gũi, cô đều nghiêm mặt nói rằng em không muốn. Vậy là Kiệt dừng lại. Anh không ép cô bao giờ, chuyện ấy lại càng không. Mặc dù có đôi lần Hương thấy trên gương mặt của người đàn ông thoáng có chút nỗi buồn, nhưng cô không bận tâm. Cô không muốn mọi lý tưởng sống của đời mình bị phá hỏng. Hương thấy mình giống như công chúa trong cuộc tình này. Cái gì Kiệt cũng chiều theo ý cô mà không một lời phàn nàn. Bạn bè thường nói Hương không nên ngang bướng quá, nên dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của Kiệt nhiều hơn. Nhưng cô mặc kệ, cô tin tưởng vào tình yêu của Kiệt. Nói đúng hơn, cô tin vào sức hấp dẫn của mình. Chuyện cưới xin của Hương và Kiệt lẽ ra cũng được tiến hành lâu rồi. Bố mẹ Kiệt nhiều lần giục cưới, nhưng chính cô lại muốn khất. Hương có nhiều lý do để trì hoãn. Cô muốn học, muốn đi đây đi đó, muốn tận hưởng cuộc sống độc thân lâu thêm nữa. Nghe Hương nói vậy, Kiệt chỉ gật gù, không bàn thêm, không cáo giận. Cho tới một ngày, Kiệt tìm đến cô, anh hút thuốc và trầm tư rất lâu. Mình chia tay đi em, anh sẽ cưới vợ. Sau câu nói đó, Hương còn bật cười. Ai mà thèm cưới anh, em chưa muốn cưới, đợi thêm một năm nữa đi. Ừ, thì tùy em, cứ tận hưởng cuộc sống độc thân cho tới khi nào em muốn. Còn anh phải lấy vợ, anh không chờ được nữa. Lúc này, gương mặt của Hương bắt đầu biến sắc. Cô bắt đầu thấy vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt anh. Anh lại nói, anh chỉ muốn thông báo với em thôi, anh sẽ cưới sớm thôi. Cô ấy có bầu rồi, anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Anh muốn cưới nhanh để còn đón con ra đời. Hai từ cô ấy thốt ra từ miệng anh khiến Hương thẳng thốt. Cô như muốn hét lên. Vậy mà đáp lại, Kiệt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Ừ, cô ấy là Linh, ít hơn em 2 tuổi và kém xa em nhiều cái. Nhưng cô ấy yêu anh đến mức chịu mọi thiệt thòi. Và quan trọng là cô ấy và anh đã có con với nhau.
có đánh chết Hương cũng không thể nào để vào tai được những lời Kiệt vừa nói. Hương cho rằng anh chỉ là nhất thời, hoặc là cô gái kia đã lừa gạt anh. Nhưng mà anh đã khẳng định lại thêm một lần nữa, anh hạnh phúc và cảm ơn cô gái đó đã đến bên cạnh anh, còn sắp sinh cho anh một đứa con. Anh sắp có một gia đình nhỏ của riêng mình, điều mà Hương chưa bao giờ muốn nghĩ đến. Hương tức giận lắm, cảm giác mình bị phản bội khó chịu đến mức cô muốn biết ngay xem người đã chen vào chuyện tình của cô có mặt mũi như thế nào. Nhưng Kiệt lại bảo Linh kém Hương về mọi mặt, về tất cả. Chỉ có điều Linh yêu anh nhiều hơn Hương, làm cho Hương im bặt, không thể nói thêm được một lời nào. Hôm đó, Kiệt ra về, Hương vẫn còn bàng hoàng như người trên mây. Một tháng sau đó, Hương tìm Kiệt cầu xin nói lại. Cô chấp nhận tất cả, miễn là không mất Kiệt. Nhưng anh từ chối. Anh không đáng đâu em. Hơn nữa, em không phải vì yêu anh, mà chỉ vì không muốn thua cuộc. Vả lại, dù có vì lý do gì, anh cũng không bỏ rơi người con gái đã chịu thiệt thòi vì anh. Cô ấy cần anh hơn em gấp bội lần. Cuộc tình gần 10 năm của Hương và Kiệt đã ra đi như thế. Hương thấy mình thất bại, cô đau xót và tiếc nuối nhưng không thể trách anh. 10 năm một cuộc tình cũng chỉ thành vô nghĩa sau một đêm anh lên giường cùng cô gái ấy. Nhưng cô ấy không có lỗi vì cô ấy yêu anh chân thành và cô ấy nghĩ cho anh. Không như Hương, cô nghĩ cho mình nhiều hơn cho hai đứa. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.